Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Wow, bạn thấy được là lúc mà làm video này đây chúng ta thấy là giá của BTC đã đạt đỉnh mới và thực ra ngày hôm nay đã có rất nhiều rất nhiều đồng đạt đỉnh mới ngày hôm nay chúng ta coi Ethereum và ngày hôm nay thị trường có rất là nhiều những cái màu xanh. Nhưng mà trước hết á, thì hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ đầu tuần, ngày 8 tây tháng 11 năm 2021. À, giờ Cali bây giờ là khoảng 7 giờ 45 giờ tối ở Việt Nam hôm nay đã ngày ngày 9 tây tháng 11 rồi. Nhưng mà đó có một điều có thể là nhiều bạn à, cùng cũng đã biết là Cali mới vừa đổi qua giờ mùa đông, có nghĩa là cái sự khác biệt giữa giờ Cali với là Việt Nam sẽ tăng thêm một giờ nữa, có nghĩa là khi mà các bạn thường hay thường đăng video đó, bây giờ sẽ chạy thêm một tiếng đồng hồ, tại vì thời gian đã bị thay đổi. Nhưng mà trước hết á, chúng ta hãy nhìn vào tình hình thị trường đi, tại vì hôm nay rất là sôi động, các bạn thấy là thường nó cũng đã chuẩn bị sẵn một số những thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn. Thì cái hôm nay đó khi mà các bạn đi tìm những thông tin là tại sao thị trường lại có màu màu xanh như vậy đó thì các bạn sẽ không có tìm nhiều những cái thông tin đâu tại vì các bạn thấy là một phần lớn thông tin đó là sẽ liên quan đến là một lần nữa chúng ta sẽ nói về Bitcoin ETF Nhưng mà trước hết các bạn thấy là chúng ta hãy dành một ít thời gian để ngắm cái cảnh mà BTC đang phá định cũ lập định mới Bây giờ định mới là đã hơn 68.000 đô rồi và các bạn có thể nhớ là trong cái tháng 11 thì thường nhớ đó là cái sự chẩn đoán của Plan B là chúng ta sẽ đến là 98.000 đô. Và khi mình thường đi tìm kiếm cái từ Stock to Flow của Plan B mới đây thì thường tìm thấy một cái bài viết. Bài viết này đó là được chia sẻ ngày 1 Tây tháng 11 năm 2021 nghe cái một tuần thôi và bài viết này được chia sẻ bởi Snapdad và nói là dựa theo stock to flow đó thì tháng 11 này giá BTC sẽ lên tới là 98.000 đô thì đương nhiên cái mình muốn chia sẻ đây không phải là chỉ riêng về cái giá của BTC là có thể lên tới 98.000 đô Mà cái thuận muốn người để ý đến á là cái đây không lâu khi mà chúng ta nói tới trước đây đó là BTC sẽ lên tới cái mức là 50.000 như là thường nói tới năm 2019 hay là chúng ta nói tới 100.000 khi mà chúng ta nói tới cái giá đó năm ngoái đó thì nhiều người sẽ nói là chúng ta là rất điên rồ trong thị trường này làm gì mà BTC lên tới cái giá đó nhưng mà các bạn thấy là bây giờ chúng ta nhìn vào bài viết này là được chia sẻ bởi Nasdaq trên trang web chính thức của Nasdaq là BTC có thể lên tới 98 000 có thể được chúng ta đã đi rất xa trong thị trường này rồi cái sự chấp nhận và bình thường hóa Bitcoin đó ngày lại càng rõ ràng hơn và Bitcoin đã càng ngày càng đi sâu vào trong thị trường tài chính như là các bạn cũng đã thấy là tới bây giờ thì có rất nhiều những ngân hàng những tổ chức đầu tư những cái tổ chức tài chính đã chấp nhận là hỗ trợ BTC hỗ trợ crypto bằng cách là cho khách hàng của họ giao dịch hay là họ tự lưu trữ Bitcoin, hay là họ cung cấp dịch vụ liên quan đến thị trường này hay là họ tự ra cái quỹ Bitcoin ETF vân vân thì điều đó, đó rất rõ ràng rồi nhưng mà gần đây các bạn thấy được là cái phong trào ở Hoa Kỳ đó là chúng ta thấy là càng ngày càng nhiều nghị sĩ lên tiếng ủng hộ như là nghị sĩ uh, Cynthia Lumis chúng ta nói tới là thậm chí ở những cái thành phố đó những thị trường như là Miami rồi chúng ta có uh, thị trường của thành phố New York chúng ta có thị trường của uh, những thành phố khác cũng có những cái ý định tương tự như là ở uh, Jackson ở tiểu bang Tennessee thì chúng ta thấy được là càng ngày đã điều này đã càng rõ ràng hơn là càng ngày chúng ta càng có nhiều đồng minh ở trong thị trường này và nói tới đây đó thì nó tới Plan B đó các bạn thấy được là Plan B thì vẫn tiếp tục ra cái chuẩn đoán là chúng ta dựa theo mô hình stock to flow một cái mô hình mà chúng ta đã dựa vào trong vòng nhiều năm qua đó thì giá của BTC trong chu kỳ này vẫn sẽ qua khỏi 100 ngàn đô và đây là cái mô hình stock to flow bình thường trước đây sau này đó thì Lamby đã có một cái sự điều chỉnh liên quan tới cái mô hình Touch -to Flow mới hơn là nói là giá BTC có thể lên tới là 288.000 đô trong cái mùa tăng trưởng này. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không nói tới cái mô hình đó theo chúng ta bây giờ chỉ chú tâm vào BTC đó tăng trưởng đến khi nào mà thôi chúng ta muốn thấy là BTC sẽ lên tới cái mức cao như là tới mức 100.000 đô như chúng ta đang mong đợi. Cho nên thì chỉ chú tâm vào cái mô hình này mà thôi. Nói tới đây đó thì các bạn thì được hôm nay là một ngày tốt không chỉ riêng cho BTC mà các bạn thấy được là chúng ta thấy Bitcoin bây giờ đã hơn 68.000 đô, chúng ta thấy được là Ethereum đó cũng có sự tăng trưởng bây giờ đã đạt đỉnh mới là hơn 4.800 đô, bây giờ là 4.817. Đồng BNB, đồng Binance Coin uh, tăng 651 đô. Thì khi mà các bạn nhìn vào cái cột 24 giờ đó thì nhiều bạn thấy là cũng không tăng trưởng nhiều nhưng mà khi các bạn nhìn vào cái cột uh, 7 ngày vừa qua đó thì những đồng lớn có sự tăng trưởng cũng rất là tốt như là Bitcoin đã tăng 11%. Ethereum cũng tương tự, đồng Binance Coin thì tăng 18%, Solana đã tăng 21% rồi, Tether thì chúng ta không nói tới, Cardano tăng 10%. XRP tăng 16%, Polkadot tăng 6%, Dogecoin tăng 5,2% và CBNU đó thì đã xuống 20% trong vòng một tuần qua. Terra thì tăng 20% và các bạn thấy được chúng ta càng đi xuống các bạn càng thấy được là có nhiều đồng tăng trưởng nó rất là tốt trong cái khoảng thời gian là 7 ngày qua. Ngay cả các bạn thấy được là Litecoin cũng tăng 18% và trong vòng một tuần qua đã tăng 23% trong khi Avalanche tăng 39%. Thì nói tới đây đó chúng ta thấy được là cái sự tăng trưởng này đã dẫn đến gì? Đã dẫn đến là chúng ta thấy là khi mà so sánh những loại tài sản trên thế giới này đó Như bạn thường trong web này là gì? Trong web này đó là companiesmarketcap.com Và chúng ta đang so sánh tất cả những loại tài sản. Và đương nhiên, đứng đầu đó bây giờ là thị trường vàng với tổng số vốn hóa vàng vật chất đó và vàng giấy tờ là tổng cộng là 11,5 nghìn tỷ dựa theo cái bảng thống kê này. Và các bạn thấy được là khi mà giá cả tăng đó, bây giờ chúng ta thấy được là trong cái danh sách này đó, cái hạng thứ 8 chính là BTC và hạng thứ 15 là Ethereum, có nghĩa là trong thấp 20 này chúng ta đã có hai đồng crypto trong cái danh sách này rồi chúng ta thấy được là Ethereum với cái tổng số vốn hóa bây giờ đó là 568 tỷ đứng hạng thứ 15 và cái hạng này đó có nghĩa là tổng số vốn hóa của Ethereum còn nhiều hơn cả JP Morgan Chase, Visa, Alibaba và chỉ đứng dưới Tencent hay là TSMC hay là Berkshire Hathaway mà thôi. Trong khi các bạn thì được là Bitcoin bây giờ là đứng hạng thứ 8 với tổng số vốn hóa đó là gần như là muốn xoán ngôi cả thị trường bạc. Cả thị trường bạc đó, coi như là Silver đứng hạng thứ bảy bây giờ là 1,38 nghìn tỷ, nghĩa là BTC cho người ta một chút nữa thôi là sẽ qua mặt luôn cả thị trường bạc. Và bây giờ đứng hạng thứ 8 đó là cái mức này là vốn hóa cao hơn cả công ty Tesla, cao hơn cả Facebook hay là meta bây giờ, cao hơn cả Nvidia và cao hơn cả berkshire Hathaway của Warren Buffett. Và chỉ dưới thị trường vàng, Amazon, Alphabet, Saudi Aramco, Apple, Microsoft và cuối cùng, chúng ta muốn thấy BTC có thể là ngang hàng về mặt vốn hóa đối với thị trường vàng và đây là cái lúc mà một đồng Bitcoin sẽ đáng giá khoảng như là 500 000 đô cho nên chúng ta thường hay nghe nó tới là một ngày nào đó Bitcoin sẽ đáng giá 500 000 đô tại vì nhiều người có cái sự kỳ vọng là Bitcoin sẽ ngang hàng với là vàng về cái phương diện vốn hóa và thuần nơi thì có cái lòng tin này Chúng ta hãy tiếp tục à, để mà kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Nhưng mà trước hết đó chúng ta muốn thấy Bitcoin có thể đạt được cái 100.000 đô mà chúng ta mong đợi trong vòng mấy năm qua rồi. Có thể nói là Thuận đã nói tới cái mức giá này đã từ năm 2018 cho tới bây giờ. Nhưng lúc mà khó khăn nhất trên thị trường này khi mà giá Bitcoin chỉ có 3.000 đô, 4.000 đô, 5.000 đô mà thôi. Và bây giờ nhìn lại giá của BTC đã là 68.000 và Ethereum đã là 4.800 đô Các bạn thấy được là không có quá lâu trước đây Một năm thôi là giá của Ethereum chỉ xây quanh cái mức là 2-300 đô mà thôi Chúng ta bây giờ đã hãy nói tới là tình hình tại sao mà chúng ta lại thấy cái giá cả lại tăng ngày hôm nay nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay đó chúng ta có một nhà tài trợ cũng là một cái dự án thường đây đề cập đến trước đây đó chính là cái dự án có tên là Septrees và ngày hôm nay đó cái thông điệp thu mang đến đó chính là trước đây đó thường có đề cập đến các bạn là đây là một cái dự án mà được cộng đồng Twitter của Shiba Inu cũng đã hỗ trợ quảng bá token Trees như thế nào và hôm nay thông điệp đến từ dự án đó chính là chúng ta sẽ nói đến việc là tại sao Septrees lại được áp dụng rộng rãi và tiềm năng của nó sẽ như thế nào thì tất cả chúng ta đều biết đó là một cái vấn đề mà chúng ta đang đối đầu đó chính là vấn đề liên quan tới khí hậu thì điều này đó là do tác động của cái việc mà phát thải khí nhà kính á, đặc biệt là CO2 hay còn gọi là carbon dioxide thì những cái công ty đó có thể như bạn không biết là những công ty và cá nhân đó có lượng phát thải carbon lớn là họ phải mua cái chứng chỉ tính chỉ carbon để mà bù đắp cái lượng mà phát thải mà họ phát thải ra do đó đó thì cái thị trường tín dụng carbon đã tăng lên một cách kỷ lục À, và năm ngoái lên tới 277 tỷ đô la và nếu như mà SEPTREES có thể là được một phần nhỏ của thị trường này, một phần trăm thôi thì vốn hóa sẽ rất là lớn cho nên đây là một những điều mà dự án muốn đề cập đến thì qua ứng dụng của cái TREES app đó một trong những cái vấn đề lớn nhất đối với thị trường tín dụng các bên là cái hiện tượng gọi là Double Counting of TREES và hiểu đơn giản đây là cái hiện tượng gọi là cái lỗi mà một cái cây bị đếm hai lần thì nhiều người có biết là một trong những cái công dụng của những blockchain đó đó chính là chống lại cái việc là chi tiêu gấp đôi trên những mạng lưới như là của Bitcoin thì các bạn thấy được là đây cũng là một cái vấn đề mà dự án Sepsi muốn giải quyết đó chính là làm sao để giải quyết cái việc liên quan đến là một cây mà bị đếm nhiều lần có nghĩa là sẽ dẫn đến là những cái chứng chỉ đó được cấp hai lần ba lần có nghĩa là người ta bán cây giả hoặc là người ta bán cái giấy chứng nhận trồng cây giả để cho những công ty này mua để cho hợp thức hóa cái việc thải carbon của họ vì vậy đó ứng dụng sếp có thể là hỗ trợ về vấn đề này thứ nhất đó là mỗi cây được chụp bởi tree sap sẽ có một cái id duy nhất thứ nhì là cái địa lý của cái cây đó được khóa bởi id vì vậy đó không thể xảy ra cái việc là điểm hai lần hoặc là hai người tham gia đơn vị cùng sở hữu một cây à, thứ ba đó là cái bộ hấp thụ co tiềm năng của mỗi cây được quan sát với cái hình ảnh của cây và cuối cùng đó là cái dữ liệu được lưu trữ cho hợp đồng thông minh dưới dạng là nft cây kỹ thuật số và là duy nhất vì vậy đó cho nên mỗi cây đó được Trees app giám sát có thể được đúc trở thành một cái dạng như là Trees NFT và cái Trees NFT này có thể được mua với cái dạng tính dụng carbon tự nguyện ở trong thị trường tiếp cận seap Trees uh, bằng cách là sử dụng token của Trees mỗi cá nhân đó hay là doanh nghiệp có lượng phát thải carbon có thể sở hữu chứng chỉ tính trị carbon Tree để mà bù đắp cái lượng carbon bên phát thải của họ thì Sentry thì bây giờ đó đây là một cái thị trường mà Sentry hy vọng là có thể trở thành một phần của cái thị trường mà đang trở nên lớn mạnh này và hiện bây giờ đó Sentry vẫn là một cái ờ uh, đồng mà có vốn hóa rất là thấp và bây giờ để cái số lượng người mà nắm giữ token này cũng chưa có nhiều. Đương nhiên đây không phải là lời khuyên đầu tư đây chỉ là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn mà thôi. Nếu như mà nào muốn tìm hiểu thêm về cái dự án trí này thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới để có thể tìm hiểu những cái thông tin đến từ trang web của họ hoặc là các bạn có thể là tham gia mua bán token này trên PancakeSwap hoặc là elbank hay là các bạn có bất cứ một câu hỏi nào các bạn có tham gia vào cộng đồng Telegram Việt Nam có họ để hỏi những câu hỏi trước khi mà các bạn ra bất cứ quyết định nào. Một lần nữa tất cả cái link sẽ là bên dưới cái video này. Thì có một số những thông tin nhưng mà thật ra đối với Thuận đó thì cái hiện tượng mà chúng ta thấy được giá cả tăng trưởng nó không gì khác hơn là cái hiệu ứng của nguồn cung và nguồn cầu và chúng ta cũng đã biết là cái số lượng BTC trên những cái sàn giao dịch thì cứ mất đi và cứ mất đi như thường đã chia sẻ với các bạn nhiều tháng qua rồi các bạn thấy được là thường đó chúng ta sẽ thấy là cái số lượng BTC mất đi trên sàn nhưng mà cái hiệu ứng liên quan tới giá sẽ không có ngay lập tức mà chúng ta cần một thời gian để cho cái số lượng BTC mất đi đó thấm vào trong thị trường và chỉ cần chúng ta thấy có cái số lượng người có nhu cầu mua Bitcoin giống như vậy hay là họ tăng lên thì chúng ta sẽ thấy được giá cả sẽ có sự tăng trưởng. Và sự thật là các bạn nhìn vào cái đường màu xanh này đi thì tình hình đó là từ có thể nói được là chúng ta nhìn vào đầu tháng 8 tới bây giờ để cái đường màu xanh này chỉ có xu hướng là đi xuống mà thôi có nghĩa là càng ngày càng ít BTC trên sàn hơn Mặc dù là chúng ta thấy giá cả đã có cái sự tiến triển tốt từ khoảng chừng là cuối tháng 9 Khi mà giá của BTC đã có sự tăng trưởng từ 43.000 rồi tăng lên tới mức là 6 mấy ngàn đó Thì các bạn được là tinh hình là cái đường màu trắng này tăng như là giá tăng nhưng mà các bạn cũng đã để ý là thường đã chia sẻ rất nhiều lần là chúng ta lại không có hiện tượng là nhiều BTC đẩy lên mà thậm chí Bitcoin còn đi ngược lại có nghĩa là Bitcoin trên sàn ngày càng mất đi và đương nhiên đây là một cái cú sốc nguồn cung một cái lực ép giá rất là mạnh khi mà chúng ta thấy được là nhu cầu tăng lên một chút thôi thì giá cả sẽ phấn mạnh tại vì trên thực tế trên sàn các bạn nhìn xa hơn đi chúng ta chuyển qua nhìn vào tài liệu này tính theo ngày thì rất rõ ràng là các bạn thấy là tình hình đó là từ tháng 10 của năm 2019 cho tới bây giờ là xu hướng rất rõ ràng là BTC cứ rời khỏi và rời khỏi sàn từ thời điểm đó cho đến bây giờ và giá cả các bạn thấy lúc nào cũng như vậy. Có một thời gian đi hàng ngang trước khi mà giá có sự phản ứng mạnh khi mà chúng ta thấy cái nhu cầu tăng lên mà trên sàn không có nhiều BTC nữa nhưng mà chúng ta bây giờ nói tới thông tin đi thì một trong những điều mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay đó thì cũng có một số những thông tin tốt nhưng mà thường sẽ chia sẻ với các bạn là chúng ta nhìn trước hết đi là thông tin chúng ta thấy là đến từ tây ban nha thì ngân hàng santander của tây ban nha nó nói là họ đã chuẩn bị để mà ra mắt một cái quỹ bitcoin etf và họ nói đó là chúng tôi là công ty đi đầu trong lĩnh vực tiền điện tử chúng tôi phát hành trái phiếu và là công ty đầu tiên làm việc này ở trên blockchain Chúng tôi có một đội ngũ mạnh mẽ và đang làm việc trong lĩnh vực này Thì kế tiếp họ nói đó là khách hàng của chúng tôi muốn mua Bitcoin Nhưng chúng tôi đã khá chậm À, trong việc chấp nhận nó do các vấn đề liên quan đến pháp lý. Bây giờ chúng tôi sắp sửa cung cấp một cái quỹ crypto ETF. Đây là cái lời phát biểu của Banco Santander hay là ngân hàng Tây Ban Nha Santander. Thì cái mà chúng ta thấy được ở đây đó là điều mà thu nhận được đó là một câu nói là khách hàng của chúng tôi muốn mua bitcoin. Các bạn thấy được là cuối cùng thì lợi nhuận cũng đi đầu. Các bạn thấy được là trước đây chúng ta nói tới là blockchain hay là crypto. Chúng ta nói tới thị trường phi tập trung. Đây là một cái cơ hội để mà chúng ta có một cái lĩnh vực tiền điện tử hay là chúng ta nói tới là một cái lĩnh vực tài chính phi tập trung thì những ngân hàng họ không quan tâm đâu các bạn, tại vì đó không phải là điều họ muốn nhưng mà các bạn thấy được là khi mà những ngân hàng đó họ ngồi ở đó họ không quan tâm họ nói xấu về thị trường này bao nhiêu năm qua nhưng mà khi mà tình hình tới rõ ràng hơn là các bạn thấy được những công ty như là thường nhớ là lần đầu tiên mà sàn Binance ra cái thông báo là họ kiếm được bao nhiêu tiền trong thị trường này và sàn Binance chỉ có lúc đó thường nhớ là khoảng chừng 100 nhân viên mà thôi trong khi mà cái số lượng tiền họ kiếm được còn nhiều hơn cả Deutsche Bank lúc đó thường nhớ là có khoảng chừng là 10.000 nhân viên thì các bạn thấy sự khác biệt là như thế nào chúng ta nhìn vào cái số lượng tiền mà sàn Coinbase kiếm được thì đương nhiên những hàng đó họ sẽ không có ngồi đó để mà họ thấy cái này của họ mất đi ngày này qua nọ đâu khách hàng của họ có nhu cầu muốn mua Bitcoin thì họ cũng phải là chiều khách hàng của họ mà thôi. Vì lý do đó chúng ta mới thấy là càng càng nhiều những cái ngân hàng tham gia vào. Không phải là tại vì họ tự nhiên thức dậy, họ thích thị trường này. Nhưng mà thị trường này thực sự là quá béo bở, có rất nhiều à, những cái lợi ích có thể mang đến cho họ. Từ cái việc là họ có thể thấy phí trading, họ có thể là bảo vệ tài sản khách hàng và tính tiền. Họ có thể là cung cấp dịch vụ như là liên quan đến bảo hiểm vân vân Có rất nhiều điều họ có thể làm để mà kiếm được tiền trong thị trường này cho nên họ sẽ không bỏ qua đâu. Mà đương nhiên chính phủ cũng vậy, rất rõ ràng bây giờ các bạn thấy là nhiều chính phủ đã nhận ra được đó, ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy, nhiều thành phố như tối ban nhận được là đây là một cái ngành mới mà có thể không những là cung cấp thêm thuế mà còn có thể là cung cấp thêm quan việc làm cho người dân của Hoa Kỳ cho nên không lý do gì mà người Hoa Kỳ cấm hết và rất rõ ràng là các bạn thấy được là ngay cả Fed đã lên tiếng là hoàn toàn không có ý định cấm thị trường crypto chỉ là muốn quản lý mà thôi và đương nhiên quản lý ở đây có nghĩa là muốn thu thêm thuế và quản lý những việc như là rửa tiền vân vân Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua đi Chúng ta mới vừa nói tới Tây Ban Nha Chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới Zimbabwe đi Thì cái thông tin này đó là một cái thông tin được chia sẻ bởi một người Cái hiểu đơn giản đó Người này là trước đây là giữ cái chức vụ giống như là bộ trưởng Của cái bộ công nghệ ở nước Zimbabwe Thì người này nói đó là nước Zimbabwe đang tìm hiểu Và trong thời gian tới đây sẽ có cái kết quả là họ có muốn giống như El Salvador hay là không có nghĩa là họ có muốn chấp nhận Bitcoin trở thành một loại tiền điện tử hợp pháp của quốc gia hay là không Thì chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi Hiện bây giờ đó họ vẫn đang trong cái thời điểm tìm hiểu Nhưng mà các bạn thấy được là El Salvador đã chấp nhận Bitcoin trở thành tiền hợp pháp của nước El Salvador cùng với lại đồng đô la cả hai đều hợp pháp ở, ở El Salvador nhưng mà các bạn thấy được là từ thời điểm đó tới bây giờ đó cũng không có vấn đề gì xảy ra mà các bạn thấy được là cái thông báo đến từ cái tổng thống của Salvador là Najib Berkeley thì Najib Berkeley nói là cái số lượng tiền lời mà họ có đó từ Bitcoin có thể đủ để bây giờ họ xây tổng cộng là 20 trường học và bệnh viện trong quốc gia của họ và đương nhiên cái ngành liên quan tới crypto cũng mang đến một số những lợi ích như là mang đến thêm công việc làm cho quốc gia của họ họ có thể là dùng núi lửa của họ dùng cái sức nóng của núi lửa để mà đào bitcoin vân vân điều này chúng ta cũng đã từng nhìn thấy những thông tin này trước đây Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua đi tại vì thường thấy là những thông tin liên quan đến Hoa Kỳ sẽ quan trọng hơn ngày hôm nay. Thì hôm nay đây chúng ta thấy được là cái cụ CEO của ngân hàng C Group nói là trong thời gian 3 tới 5 năm thôi thì ông ta nghĩ là tất cả ngân hàng nào cũng sẽ tham gia vào để mà hỗ trợ thị trường crypto này và hỗ trợ những khách hàng của họ để mà trading tôi nghĩ là đương nhiên rồi các bạn thấy được là bây giờ ngân hàng này mà chấp nhận ngân hàng kia không chấp nhận thì khách hàng của họ sẽ gì khách hàng của họ sẽ đi nơi nào mà chấp nhận chứ không phải là họ nói là tôi muốn trade bitcoin nhưng mà ngân hàng này nói là tôi không hỗ trợ thì không phải là người khách hàng của họ sẽ nói là vì thôi đương nhiên họ sẽ đi tìm cái ngân hàng khác mà cho họ trade bitcoin thì cái ngân hàng mà không cung cấp dịch vụ đó sẽ bị mất khách hàng và thường để chia sẻ trước đây với các bạn đó là ngân hàng hoa kỳ đó họ giữ chân khách hàng bằng cách đó là họ cung cấp rất là nhiều những sản phẩm như là các bạn là người đi tới ngân hàng đi các bạn là người À, mới lớn thì các bạn đương nhiên sẽ mở một cái chương mục tiết kiệm với ngân hàng rồi từ đó đó các bạn à, bắt đầu đi làm rồi các bạn có tiền từ công việc rồi các bạn để tiền vô ngân hàng khi mà có tiền vô ngân hàng rồi thì họ lại sẽ hỏi các bạn có muốn đầu tư giống như là những cái quỹ đầu tư của họ hay là không hay là các bạn có thể là sau này đó lớn tuổi hơn rồi bắt đầu là muốn mua nhà thì có muốn mượn tiền mua nhà hay là không muốn mượn tiền mua xe hay là không các bạn thì được là họ cung cấp rất là nhiều dịch vụ cho một khách hàng cho nên một, một khách hàng đó rất đáng giá đối với ngân hàng nhưng mà nếu như mà các bạn thấy là một khách hàng mà đi qua ngân hàng khác đó, tại vì họ muốn có cách để mà giao dịch crypto mà ngân hàng này không có hỗ trợ, thì ngân hàng mới sẽ làm gì? họ sẽ kéo hết tất cả dịch vụ của người này qua bên ngân hàng mới, cho nên họ sẽ thức thoát rất là nhiều. Cho nên không lý do gì mà ngân hàng này hỗ trợ, ngân hàng kia không hỗ trợ hết, họ sẽ lần lượt hỗ trợ mà thôi. Về điều này đã và đang xảy ra hiện bây giờ.